Kính thưa quý vị, trong nhiều ngày qua, việc ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cùng với đó là rất nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, thì nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình ông để quay phim, chụp ảnh, đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Nhiều ngày trước đây, khi đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ càng ngày càng đông, thì việc tụ tập đông người ngày càng phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ về mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mặc dù chính ông Minh Tuệ đã không ít lần bày tỏ mong muốn của mình, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục đi theo ông. Mọi người là cũng về làm công việc của mình. Chúng tôi không cần ai đi theo nữa. Tại vì đi theo là vừa mất trật tự, vừa mất giao thông, và chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Với tình trạng người dân xô đẩy, tràn ra đường, mọi hoạt động của ông Thích Minh Tuệ đều bị quay lại phát tán trên mạng trong những ngày qua. Nhiều người dân cho rằng sự yêu mến, sự hiếu kỳ cùng với mục đích kinh doanh của nhiều người đã quá làm phiền ông. Mình đi theo mức độ đông như vậy á, thì vẫn ảnh hưởng cái mặt trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai nữa, qua đó thì kéo theo là nó ảnh hưởng tới cái phần mà nếu mà góc độ người tu hành thì đang quấy rầy ông Minh Tuệ, cứ làm ảnh hưởng việc tu tập của ông Tuệ. Ông Minh Tuệ ông cũng là con người, ông cũng có sức khỏe, mà không cho ông nghỉ ngơi thì tự hỏi sức khỏe ông còn bao nhiêu lực nữa ông còn đi theo hành đạo của ông được. Nếu mà mình cố tình như vậy là mình đã làm phiền cho ông nhiều lắm, làm phiền rất là nhiều. Sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Còn đây là thực tế ông Minh Tuệ sau 7 ngày ẩn tu. Tinh thần với sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay là những cái việc mà không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ mình cũng cái nguyện vọng học tập của mình mà giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được, thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng, để buộc mình để không học được nữa. Theo họ để quay phim hay làm những cái việc như kiếm tiền hay là những cái gì đó, hay là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. Mới đây thì gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Nhiều người cho rằng đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Nếu không, các YouTuber, TikToker vì lợi ích kinh tế sẽ tiếp tục bất chấp để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả có thể gây ra cho xã hội.